và các bạn đã tập những cái bài trước xong chưa? Thánh Nguyễn tin chắc rằng với hai bài song kèm và đánh lưỡi thì Thánh Nguyễn chắc chắn rằng các bạn đã mường tượng được như thế nào là cách chơi kèn rồi. Và hôm nay, và một cái bài rất là quan trọng đối với những cái bạn mới chơi và chưa biết gì về saxophone, hôm nay Thánh Nguyễn sẽ xin được giới thiệu thế bấm và tất cả các nốt ở trên kèn saxophone. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ phải xếp tay như thế nào đây? Đầu tiên chúng ta phải cố gắng vô bàn tay trái trước. Bàn tay trái thì ở trên này, người mới tập lúc nào cũng thắc mắc cái phím đầu tiên ở trên này là phím gì. Thực tế ra phím này là một phím phụ, không phải là một phím chính. Thì chúng ta phải dịch xuống một chút xíu ở ngay phím này và mình rờ thử coi phím nào là phím lớn tiếp theo, và mình để ngón tiếp theo vào, ngón nào tiếp theo nữa vẫn là ngón lớn, để làm sao khi mình chạm hết ba ngón chính của bàn tay trái rồi thì mình để ngón út nó sẽ vô một tổ hợp, nó sẽ có vị trí để mình bấm một tổ hợp phím phụ này. Đây là yếu tố cơ bản và quan trọng nhất. Thì mình đã giải thích cho các bạn bốn ngón tay này rồi, vậy thì ngón cái mình đặt ở đâu? Ngón cái mình đặt ở phía sau này, có một cái điểm, có một cái điểm để mình bấm octave, thì cái nút octave nó nằm ở đây. Đó. Khi mình bấm thì cái cây này nó sẽ di chuyển lên. Đó là bàn tay trái. Còn quay lại tiếp theo thì bàn tay phải mình đặt như thế nào? Đầu tiên là ngón cái. Đầu tiên là ngón cái. Các bạn rờ dọc thân kèn sẽ thấy cái dây đeo rồi, bỏ qua cái dây đeo một bên. Bạn đi xuống dưới đây sẽ có một cái móc, sẽ có một cái móc. Thì chính cái móc này các bạn sẽ bỏ ngón cái vào đây để giữ. Cũng giống như Khánh Nguyễn, nếu các bạn tập theo cách của Khánh Nguyễn mà chơi bạo lực như kiểu Khánh Nguyễn thì các bạn sẽ bị chai. Nhưng không sao đâu. Các bạn để tay vào như đây như thế này, và chúng ta lại tiếp tục sử dụng ba ngón lớn để chúng ta định hình. Đây, ba ngón lớn chúng ta bỏ vào ba cái phím lớn nhất, ba cái phím lớn nhất ở trên thân kèn. Và làm sao? Và làm sao ngón út của mình chạm được tổ hợp hai phím ở dưới này. Đó. Đó là cách cầm kèn cơ bản và đơn giản nhất. Rồi. Vậy thì tất cả các nốt trên kèn mình đi như thế nào? Trước khi Khánh Nguyễn nói về các nốt trên kèn, Khánh Nguyễn muốn lưu ý với tất cả các bạn rằng chúng ta thổi saxophone chứ chúng ta không phải là nghệ sĩ múa ngón tay. Nên có rất nhiều các bạn chơi, các bạn không để ý, và các bạn thường, ngón út của các bạn thường sẽ như thế này. Chúng ta chơi saxophone chứ chúng ta không phải múa ngón tay. Các bạn nên lưu ý điều này. Nên lưu ý điều này, chớ có bể bóng khi chơi kèn. Rồi, thì chúng ta cố gắng mình điều chỉnh ngón út làm sao để mình luôn luôn chạm phím. Bởi vì các bạn, nếu các bạn xem những video của những nghệ sĩ người nước ngoài khi họ chơi, ngón tay của họ rất ít khi nào rời phím kèn. Đó là cách để mà họ chơi nhanh và họ thể hiện cái bài, những cái bài khó. Nên chúng ta cần phải tập thói quen này từ những buổi sơ khai bắt đầu. Ok, vậy tiếp theo Khánh Nguyễn sẽ chỉ cho các bạn tất cả các nốt ở trên kèn. Đầu tiên chúng ta đi từ nốt đồ là ngón út bên tay phải. Lưu ý là ngón út bên tay phải nha các bạn. Đầu tiên thì nguyên lý của dây kèn, mỗi một ngón chúng ta mở ra là một nốt khác nhau. Vậy thì đây là đồ. Mở ra chúng ta sẽ là nốt rê. Tiếp theo nữa sẽ là nốt mi. Tiếp theo nữa sẽ là nốt pha và son và la và si và đô. Bấm octave đồng thời với nốt rê chúng ta sẽ lên được một quãng 8. Mi, pha, son, la, si, đô. Rồi, như vậy chúng ta đã đi hết được gam đô trưởng trên kèn rồi. Vậy thì tiếp theo nữa
Tiếp theo nữa, chúng ta sẽ đi đến cái gì đây? Thì chúng ta sẽ đi chromatic ở trên cây kèn. Chromatic là sao? Là bán cung. Chromatic là nửa cung, nửa cung, nửa cung. Vậy nốt đô tiếp theo sẽ là nốt gì? Đúng rồi, đô thăng. Đô. Đô thăng. Đô. Và đô thăng. Đây là nốt đô thăng. Các bạn đừng có hỏi Khánh Nguyễn là tại sao nốt đô thăng lại bấm ở đây. Thực sự đó là thiết kế của cây kèn, Khánh Nguyễn không biết giải thích đâu. Nhá. Thì tiếp theo nốt đô thăng sẽ là nốt rê. Nốt rê. Và phím này chính là phím rê thăng. Rê thăng. Mi. Và pha. Pha thăng. Và son. Son thăng. Lại ngay chỗ son thăng hơi khó thấy. Son, son thăng, son, son thăng, son, son thăng. Son thăng là. Và la thăng. La thăng, riêng cái nốt la thăng, chúng ta có rất nhiều cách bấm. Chúng ta có thể bấm ở giữa phím này kẹp lại, hoặc chúng ta có thể bấm như thế này. Chúng ta có thể bấm như thế này. Chúng ta có thể bấm như thế này. Hoặc chúng ta có thể bấm như thế này nữa. Chúng ta có thể bấm như thế này nữa. Rồi báo giới thiệu nốt la lại. Được. Rồi, và nốt la. Và nốt la thăng. La thăng chúng ta có rất nhiều cách bấm. Chúng ta có thể bấm như thế này, kẹp giữa nốt si và một cái phím nhỏ ở trong. Hoặc chúng ta sử dụng, đây cũng có thể là nốt la thăng. Đây cũng là nốt la thăng. Hoặc cơ bản nhất các bạn có thể la và la thăng. La và la thăng. Rồi. Tiếp theo la thăng sẽ là nốt si. Đô. Và chúng ta lên octa. Đô. Chúng ta cùng bấm octa. Rê. Rê thăng. Mi. Fa. Fa thăng. Son. Son thăng. La. La thăng. Si. Đô. Đô thăng. Rê. Rê thăng. Mi. Fa. Và chúng ta hết. Và chúng ta đi ngược xuống. Fa. Mi. Và rê thăng. Và chúng ta đi ngược xuống bấm rọt luôn. Hả? Và chúng ta đi ngược xuống bấm rọt luôn. Vậy hả? Ừ. Rồi, ok. Dạ. Yeah. Chúng ta đi ngược xuống. Fa. Mi. Rê thăng. Rê. Đô thăng. Đô. Si. La thăng. La. Son thăng. Son. Fa thăng. Fa. Mi. Rê thăng. Rê. Đô thăng. Đô. Si. La thăng. La. Son thăng. Son. Fa thăng. Fa. Mi. Rê thăng. Rê. Đô thăng. Và đô. Chúng ta còn đi xuống được nữa. Đô. Si. Và si giáng, hay còn gọi là la thăng. Vậy chúng ta đã đi hết được cây kèn rồi. Các bạn hãy tập bấm trước khi tập thổi. Lưu ý giúp Khánh bài tập này nhé. Si. Khánh Nguyễn xin cáo lỗi với các bạn. Khánh Nguyễn quên nói một điều rất quan trọng. Bài tập ngày hôm nay về các thế bấm trên kèn, Khánh Nguyễn mong muốn các bạn hãy tìm hiểu thêm về sơ đồ các thế bấm ở trên mạng nữa. Các bạn có thể tra Google, bởi vì cái này có rất nhiều sơ đồ và cách hướng dẫn đơn giản dễ hiểu hơn. Và đây là bài tập Khánh Nguyễn giúp cho các bạn thị phạm. Thì hãy kết hợp hai bài tập này lại. Khánh Nguyễn chắc chắn rằng các bạn sẽ nhanh thành thạo và quen dần với lại cây kèn của các bạn hơn. Xin các bạn hãy tiếp tục theo dõi, nhấn subscribe và chia sẻ video của Khánh Nguyễn nếu các bạn cảm thấy thực sự bổ ích cho các bạn. Và đón chờ các bạn ở những video sau nữa. Khánh Nguyễn xin chân thành cảm ơn.
Khánh Nguyễn xin lưu ý với tất cả các bạn, những bài tập Khánh Nguyễn đã hướng dẫn cho các bạn có thể tự tập ở nhà. Tuy nhiên, nếu các bạn muốn tập với Khánh Nguyễn và chi tiết hơn, các bạn có thể liên hệ. Khánh Nguyễn sẽ để email và số điện thoại ở bên dưới video. Nếu các bạn có nhu cầu muốn học trực tiếp với Khánh Nguyễn, xin mời các bạn liên hệ với Khánh. Xin chân thành cảm ơn.